7 loại hạt dinh dưỡng đại bổ, tốt gấp vạn lần nhân sâm thuốc bổ, giúp cho bạn sống lâu sống thọ. Kênh Ăn Sạch Sống Khỏe, hân hạnh kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video. Thưa quý vị, các loại hạt dinh dưỡng xuất hiện phổ biến ở nhiều nền văn hóa khác nhau. Chúng thường có trong các món ăn nhẹ với những thành phần dinh dưỡng cao. Trong video ngày hôm nay, chương trình xin được liệt kê 7 loại hạt có chứa các thành phần dinh dưỡng hữu ích giúp cho bạn chống lại bệnh tật và có lợi cho sức khỏe hàng ngày. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem. 7 loại hạt dinh dưỡng đại bổ, tốt gấp vạn lần nhân sâm, thuốc bổ, giúp bạn sống lâu, sống thọ. Nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng những loại hạt dinh dưỡng là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh. Trong chúng có chứa hàm lượng có những chất béo có lợi và cũng là một nguồn cung cấp những chất xơ, protein cũng như hàm lượng vitamin và khoáng chất tuyệt vời. Bổ sung những loại hạt này giúp cơ thể phòng chống được nhiều loại bệnh và vô cùng tốt cho sức khỏe của chúng ta. 1. Hạt hạnh nhân là một loại hạt dinh dưỡng tốt cho sức khỏe hàng đầu. Trong hạt hạnh nhân có chứa hàm lượng lớn những chất dinh dưỡng vô cùng tốt cho sức khỏe như vitamin E, magie, protein, mangan. Có khả năng làm giảm lượng cholesterol là tác nhân gây hại cho tim mạch. Một nguồn tuyệt vời của vitamin E giữ khoảng 25mg trong mỗi 100g là khoảng 170% RDA. Vitamin E là một chất chống oxy hóa có khả năng chống oxy hóa mạnh. Nó bảo vệ và phục hồi sự toàn vẹn của tế bào, niêm mạc và da khỏi tác hại của những gốc tự do oxy. Được dùng làm giảm cân và huyết áp ở những người thừa cân và béo phì. Thêm nữa, hạt hạnh nhân còn được công nhận là làm giảm viêm ở những bệnh nhân bị tiểu đường type 2. Chúng có hiệu quả tuyệt vời trong hệ vi sinh đường ruột bằng sự hỗ trợ phát triển của lợi khuẩn. Hạnh nhân còn là một nguồn tuyệt vời của nhiều loại vitamin và khoáng chất, và phốt pho chắc chắn được tính trong số đó. Phốt pho chắc chắn có thể có tác động đáng kể đến sức mạnh và độ bền của xương, và chắc rằng đồng thời còn ngăn ngừa sự khởi phát của những căn bệnh liên quan đến tuổi tác như loãng xương. Còn có tác dụng tốt lên da, thậm chí còn được nhiều nhà bác sĩ khuyến cáo là sử dụng dầu hạnh nhân để massage cho trẻ sơ sinh. Bạn còn có thể thêm sữa hạnh nhân vào xà phòng hoặc sữa tắm để cải thiện làn da hiệu quả. Nếu bạn đang mang thai và tìm kiếm một em bé thật khỏe mạnh, thông minh, hãy bắt đầu ăn hạt hạnh nhân nhé. Hạnh nhân có chứa acid folic giúp làm giảm tỷ lệ dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh. Nó cũng giúp kích thích sự phát triển tế bào khỏe mạnh và hình thành mô. Các bác sĩ thường kê đơn bổ sung acid folic cho phụ nữ mang thai để đảm bảo sự phát triển của ống, và hạnh nhân có đủ acid folic để giữ cho những bà mẹ và con của mình được khỏe mạnh. 2. Hạt óc chó. Hạt óc chó là một loại hạt dinh dưỡng có chứa nhiều axit béo omega 3, chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin D, vitamin E, magie, protein và cung cấp 7 loại axit amin thiết yếu cho cơ thể. Chúng đều là những loại axit béo không bão hòa, và nhờ vào những thành phần này mà quả óc chó giúp cho sự trao đổi chất của mô não được tốt hơn, nuôi dưỡng những tế bào não, làm tăng cường chức năng của não bộ, giúp tăng cường trí nhớ và cải thiện khả năng nhận thức. Ngoài ra, nó còn bao gồm 22 loại khoáng chất vô cùng phong phú, trong đó phải kể đến là những khoáng chất đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với cơ thể, chính là canxi, magie, phốt pho, sắt và kẽm. Đối với những cặp vợ chồng đang khó khăn trong việc có con cái mà nguyên nhân là do chất lượng tinh trùng của chồng kém, thì hạt óc chó còn là một sản phẩm rất tốt để cải thiện tình hình, đem lại niềm vui cho gia đình. Quả óc chó có tính ấm, vị ngọt, có công hiệu bổ thận, cố tinh, ôn phế định xuyễn, nhuận trường. Rất thích hợp để dùng chữa chứng thận hư, ho suyễn, đau lưng, chân yếu, liệt xương, di tinh, viêm tuyến tiền liệt mạng. Khi bạn thường xuyên sử dụng hạt óc chó,
sẽ giúp cho việc thúc đẩy lông tóc được tăng trưởng, làm cho làn da được mịn màng, nâng cao chức năng thần kinh của não bộ. Hàng ngày, sáng và chiều, ăn 1 đến 2 quả óc chó, đạt tác dụng tư bổ, chống lão hóa. Trái óc chó chưa có axit béo, omega 3, các loại axit hữu cơ và phốt pho. Đặc biệt là axit hữu cơ, axit amin, L-arginine có trong loại quả này còn có tác dụng rất lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển đại não của thai nhi và trẻ nhỏ. Nếu phụ nữ mang thai kiên trì sử dụng óc chó trong thời gian mang thai, chắc chắn rằng em bé sinh ra sẽ rất thông minh, lanh lợi. 3. Hạt sẻ cười. Hạt sẻ cười là một trong những loại hạt dinh dưỡng ngon được công nhận bởi những đặc tính dinh dưỡng lành mạnh của chúng. Với quả óc chó, hạnh nhân và hạt điều thì chúng cung cấp nguồn protein, chất béo lành mạnh và những khoáng chất tốt cho sức khỏe. Tiêu thụ hạt sẻ cười thường xuyên còn có thể làm giảm cholesterol LDL xấu trong cơ thể, dễ dẫn tới làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch, mạch vành đến 12%. Các chất chống oxy hóa như phytoloren và những axit béo không bão hòa là rất tốt cho việc thúc đẩy một trái tim khỏe mạnh. Chúng còn có chứa axit amin L-arginine làm cản trở sự tăng trưởng xơ cứng của động mạch, giúp làm giãn mạch máu và tăng lưu lượng máu, giảm huyết áp. Hạt sẻ cười với lượng calo thấp, protein cao, chất béo hòa thấp, chất béo không bão hòa cao là một món ăn nhẹ nhàng, lành mạnh, làm giảm cơn đói mà không sợ bị tăng cân. Hạt sẻ cười có hàm lượng đồng cao, giúp hấp thu sắt từ nguồn thức ăn vào cơ thể được cao hơn. Điều này có thể giúp chống lại tình trạng như thiếu máu khi số lượng hemoglobin tăng lên và làm tăng lên lưu lượng máu. Khi lưu lượng máu được tốt hơn, lần lượt cũng làm tăng tình trạng sức khỏe của não bộ. Hạt sẻ cười còn giúp loại bỏ khô da. Vitamin E trong hạt sẻ cười giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tổn thương do UV và làm chậm những dấu hiệu của lão hóa sớm. Lượng đồng trong hạt còn hỗ trợ sản xuất ra elastin, giúp ngăn ngừa sự hình thành của những nếp nhăn và xử lý da bị chảy xệ. Còn vitamin B6 làm tăng cường sức khỏe tổng thể của da và tóc. Pistachio còn cung cấp một hàm lượng giá trị dinh dưỡng cao, quan trọng trong thai kỳ. Chúng có lợi cho những bà mẹ cho con bú, đặc biệt vì nó ăn ngon và dễ ăn mà không mất nhiều thời gian để chuẩn bị. Nó còn giúp tiết kiệm thời gian và cung cấp những chất dinh dưỡng có giá trị cao. Hãy cho hạt sẻ cười vào trong chế độ ăn uống hàng ngày hoặc trong bữa ăn nhẹ vào buổi tối nhé, để bạn có thể tận dụng được tất cả những lợi ích của chúng đem lại cho cơ thể. 4. Hạt điều là loại hạt dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, được nhiều người tin tưởng. Trong hạt điều có chứa protein cho hoạt động thường ngày, lipid đơn không béo và chứa một số chất khoáng quan trọng mà cơ thể rất cần. Phốt pho cần cho sự phát triển, còn magie tham gia vào nhiều chu trình chuyển hóa, trao đổi chất. Với kali thì giữ vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa, tham gia vào hệ thống đệm điều hòa của pH tế bào. Cuối cùng là sắt đảm nhiệm vai trò ngăn ngừa thiếu máu. Chất béo trong hạt điều hầu hết là những loại axit béo chưa bão hòa, không có chứa cholesterol. Chúng sẽ giúp bạn hạn chế và giảm được cân nặng của mình, giúp bạn hỗ trợ cho quá trình ăn kiêng khó khăn. Chứa vitamin E là một yếu tố mà giúp hạt điều được biết đến và có rất nhiều công dụng. Rất hợp cho việc ăn kiêng, làm giảm nguy cơ tim mạch cho người cao tuổi. Là một thành phần quan trọng chống lại oxy hóa và quá trình trao đổi lipid. Một điều khá khen mà loại hạt này là có giàu vitamin B, nhất chính là vitamin B1 kích thích vị giác của bạn. Bên cạnh đó, nó còn giúp cho hệ thần kinh được thư giãn. Qua đánh giá và nghiên cứu của chuyên gia, thì đây là một loại hạt nên được khuyến khích dành cho những đối tượng đang phát triển, đặc biệt là ở trẻ em đang lớn, phụ nữ đang mang thai và cho con bú, những người cần phục hồi sức khỏe sau khi bị bệnh. 5. Hạt mắc ca.
được đánh giá là loại hạt dinh dưỡng ngon nhất, được tôn là hoàng hậu hạt khô. Hạt maca rất nổi tiếng về sự thơm ngon và giá trị giàu dinh dưỡng mà chúng đem lại, làm giảm cholesterol, phòng chống xơ cứng động mạch và những bệnh có liên quan đến huyết áp, tim mạch. Có chứa nhiều khoáng chất và nhiều loại vitamin có lợi cho bà bầu, trẻ em là những tác dụng tuyệt vời mà hạt maca đem lại cho sức khỏe của con người. Nhân của hạt maca có hàm lượng dầu lên tới 78%, cao hơn hẳn lạc là 44,8%, nhân điều 47%. Trong dầu của maca có trên 87% là axit béo không no, trong đó nhiều loại mà cơ thể không thể tự tổng hợp được. Khi ăn vào làm giảm được cholesterol, có tác dụng phòng trị xơ cứng động mạch. Hàm lượng protein trong nhân có tới 9,2%, bao gồm 20 loại axit amin, trong đó có 8 loại axit amin cần thiết cho cơ thể của con người. Trong nhân của hạt maca có chứa nhiều chất khoáng, nhiều loại vitamin omega 3 rất có lợi cho bà bầu và trẻ em. Hạt maca còn giúp cung cấp nguồn năng lượng dồi dào với hàm lượng calo cao gấp đôi so với những loại hạt khác. Những người mẹ đang mang thai khi ăn loại quả này sẽ giúp cho khẩu phần ăn của mình thêm phong phú và góp phần tích lũy năng lượng cho thai nhi. Maca cung cấp được một lượng carbon hydrate thấp giúp đốt cháy tối đa chất béo trong cơ thể, đồng thời còn kéo dài cảm giác no bụng, vì vậy mà nó thích hợp dành cho người ăn kiêng. Maca có vị béo, ngọt, giòn tan, trung hòa được gia vị, làm cho món ăn thêm đậm đà và thường được dùng để ăn sống, luộc hoặc xào nấu. Từ lâu nay, maca đã được đưa lên bàn ăn của những gia đình giàu có hoặc là trong những buổi yến tiệc sang trọng. Nhân maca sau khi chiên rang ăn rất ngậy, bùi và có hương vị của bơ, là một loại thực phẩm cao cấp, ngon, bổ, giàu chất béo, giàu nhiệt năng, góp phần tạo nên hương sắc mới lạ và làm tăng giá trị cho món ăn. 6. Hạt bí ngô. Chúng có chứa một lượng lớn arginine, làm axit amin, giúp làm giãn mạch máu và cải thiện lưu thông lượng máu, ngăn ngừa tình trạng tăng huyết áp. Loại hạt này có chứa nhiều calo, protein dễ dàng hấp thụ bởi cơ thể và điều đó giúp ổn định được lượng đường trong máu. Lượng vitamin A và vitamin E cao chịu trách nhiệm cho độ đàn hồi của da, lý giải tại sao hạt bí ngô được dùng phổ biến trong ngành mỹ phẩm. Trong hạt bí ngô còn có chứa chất laurinke, resinol và meriocisenol và ferrocisinol là những chất có đặc tính kháng khuẩn. Các chất lingan, phytoretol, kẽm có trong hạt bí còn giúp điều trị được chứng tăng sản tuyến tiền liệt lành tính. 7. Hạt hướng dương. Hàm lượng vitamin E có trong hạt hướng dương đóng một vai trò quan trọng trong việc phòng chống bệnh tim mạch, làm ngăn ngừa nguy cơ phát triển xơ vữa động mạch. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, những người bổ sung lượng vitamin E đầy đủ thì nguy cơ đột tử sẽ ít hơn hẳn so với những người không sử dụng đủ lượng vitamin E. Hạt hướng dương còn có tác dụng phòng tránh bệnh ung thư nhờ vào hợp chất phytosterol và lonan làm giảm sự phát triển của những tế bào ung thư trong cơ thể. Các thành phần vitamin E, vitamin B6, beta-carotenin có tác dụng chăm sóc mái tóc, bảo vệ làn da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, duy trì vẻ đẹp trẻ trung cho làn da. Trong hạt hướng dương còn có chứa phytosterol, các chất béo tốt không bão hòa đơn. Và đây đều là những hợp chất làm giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Lượng magie của hạt hướng dương còn có tác dụng làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh hen suyễn, huyết áp cao, làm giảm bớt đi sự căng thẳng, giúp bạn có được những giây phút thư thái, thoải mái. Cách chọn mua những loại hạt dinh dưỡng. Khi chọn mua những loại hạt dinh dưỡng thì bạn nên xem xét, để ý xem những hạt có kích thước đồng đều với nhau hay không, để tránh mua những hạt bị vỡ vụn. Nếu mua những hạt vẫn có vỏ cứng, hãy đảm bảo rằng chúng không có vết nứt hay lỗ nhỏ.
lắc hạt vẫn còn trong vỏ, tránh hạt bị kêu lục cục vì điều này cho thấy là chúng không còn tươi nữa. Khi mua hạt đã tách vỏ thì chú ý xem chúng có còn tươi hay không, nên tránh những loại hạt mềm, mốc và có mùi hôi dầu. Không nên mua với số lượng nhiều vì việc để quá lâu khiến hạt bị hôi dầu và mất đi giá trị dinh dưỡng. Bạn còn có thể mua hạt đã tách hoặc nguyên vỏ tùy theo sở thích của mình. Mặc dù vậy thì hạt nguyên vỏ sẽ được bảo quản lâu hơn. Bảo quản các loại hạt dinh dưỡng. Chất lượng dinh dưỡng của hầu hết những loại hạt sẽ được bảo quản trong vài tháng ở nhiệt độ phòng. Tuy nhiên, cả hương vị và giá trị dinh dưỡng của những loại hạt sẽ bảo quản được lâu hơn nếu như được bảo quản ở trong nhiệt độ thấp. Do đó mà bạn hãy dùng rộp kín hoặc túi zip để đảm bảo những loại hạt dinh dưỡng của mình trong tủ lạnh. Việc này giúp bảo vệ được một năm hoặc hơn nữa. Hạt không còn tươi sẽ có vị bị ôi và việc tiêu thụ những loại hạt như vậy có thể gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của bạn. 8 cách lành mạnh để thêm những loại hạt vào trong chế độ ăn uống của bạn. Các loại hạt cung cấp protein từ thực vật, chất béo không bão hòa lành mạnh, axit béo omega 3 và omega 6, vitamin E, chất xơ. Theo Mayo Clinic thì ăn những loại hạt giúp làm giảm lượng cholesterol LDL loại có hại và chúng còn có thể chống lại chứng viêm có liên quan tới bệnh tim mạch. Hơn nữa, chúng còn có thể làm giảm khả năng hình thành cục máu đông của bạn. Vậy thì chúng ta nên ăn những loại hạt nào tốt nhất? Hạnh nhân có chứa canxi và 37% lượng vitamin E được khuyến nghị hàng ngày cho mỗi một ounce là 28g khẩu phần. Hạt dẻ cười có nhiều chất xơ và ăn từ 2 đến 3 ounce mỗi ngày còn có thể giúp làm tăng cholesterol HDL của bạn loại tốt. Quả óc chó có chứa nhiều axit béo omega 3. Một số bằng chứng cho thấy hạt điều, hồ đào, hạt maca và quả hạch Brazil có thể giúp làm giảm viêm. Ngay cả đậu phộng, về mặt kỹ thuật là loại cây họ đậu chứ không phải là hạt cây, cũng có một số lợi ích cho sức khỏe. Vậy, làm thế nào để cho những loại hạt tốt cho sức khỏe này vào trong chế độ ăn uống của bạn? Bởi vì các loại hạt có chứa nhiều calo và chất béo, bạn nếu muốn giới hạn lượng tiêu thụ của mình hàng ngày thì xuống 1 ounce là 28g hoặc lâu hơn nữa. Dưới đây là một câu gạch thú vị để đưa chúng vào trong kế hoạch ăn của bạn hàng ngày. 1. Hãy sử dụng thêm cùng với một ít táo hoặc trái cây khác cho một bữa ăn nhẹ buổi chiều lành mạnh mà không ồn ào tại văn phòng hay bất cứ nơi nào. Các loại hạt có thể dễ dàng giảm thành một bữa ăn hoặc bột mà chúng ta có thể thêm vào từ mọi thứ là từ món lắc đến sinh tố, hoặc là làm lớp phủ trên món salad hoặc bánh sandwich. Sử dụng cối, pha chày hoặc máy xay thực phẩm của bạn để làm cho chúng có kết cấu mà bạn muốn. Bạn còn có thể bảo quản những loại hạt đã chế biến trong tủ lạnh để sử dụng cả tuần. 2. Thay vì thêm bánh mì nướng và món salad của bạn thì hãy sử dụng món ăn nóng, ngon, giòn với các loại hạt. 3. Hồ đào cắt nhỏ được thêm ngũ cốc vào buổi sáng thay vì đường sẽ cung cấp được một số vị ngọt cùng với lợi ích cho sức khỏe của chúng ta và bổ sung chất xơ. 4. Chúng ta có thể làm một chiếc bánh sandwich bằng hạt bằng việc kết hợp một ounce là 2 muỗng canh, quả óc chó thái nhỏ, 20 quả ô liu xanh cắt nhỏ và 1 muỗng canh sốt mayo hoặc salad ít béo để tạo nên một hỗn hợp 300 calo thơm ngon phết lên bánh mì nguyên cám. 5. Các loại hạt làm lớp phủ thơm ngon cho cá nướng, đặc biệt là cá hồi. 6. Thêm những loại hạt vào món ăn phụ của bạn. Hãy nghĩ đến sự kết hợp như gạo lứt, hồ đào cắt nhỏ, đậu xanh và hạnh nhân, hồ chăn với đậu Hà Lan và cà rốt. 7. Ở các món xào thì có thể sử dụng tất cả các loại hạt. Tất cả chúng ta đều biết về cách nấu ăn của người Thái với đậu phộng. Vậy thì tại sao không thử với món gà xào hạt điều hoặc là cho một vài quả hồ đào cắt nhỏ vào trong công thức thịt bò và tiêu cay yêu thích của bạn?
Quý vị và các bạn thân mến, ngày càng nhiều người ý thức hơn được về sức khỏe và vóc dáng của bản thân. Do đó, một chế độ ăn uống lành mạnh, sử dụng các loại hạt đặc biệt được chú trọng. Tuy nhiên, dù các loại hạt mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của chúng ta, nhưng bạn cũng không nên ăn quá nhiều, vượt quá 30g mỗi ngày nhé. Chúc quý vị và các bạn sẽ luôn mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo của chương trình.